Ok, hello anh em, chào mừng đã quay trở lại với channel của mình. Và hôm nay mình sẽ lại tiếp tục làm một thử thách nữa. Và cái lý do ấy, hôm nay mình quyết định thực hiện thử thách này đó chính là vì mình thích thôi anh em ạ. Và thử thách lần này ấy, mình sẽ làm nó có tên là đó chính là sinh sống trong một căn nhà tí hon. Ok, và để thực hiện thử thách ngày hôm nay thì mình đã phải mua thêm rất là nhiều bìa nữa anh em ạ. Mình đã phải mua đến chục tấm để mà mình quyết định làm một căn nhà tí hon. Có thể là mình mua hơi nhiều nhưng mà lần sau mình sẽ dùng anh em ạ. Và ngoài những cái tấm bìa như thế này ấy, mình còn có chuẩn bị thêm một vài những nguyên liệu khác để có thể hoàn thành một căn nhà tí hon. Ok, và bây giờ mình sẽ tiến hành xây dựng căn nhà. À không phải là xây dựng mà là mình sẽ tiến hành làm căn nhà đó. Vì là nó sẽ bé thì mình sẽ lấy theo cái ô vuông của dây luôn. À, chúng ta sẽ có chiều dài này. Đây là chúng ta có một điểm đây này. À, sau đó thì mình sẽ quay nó. Mình sẽ quay và mình sẽ đánh dấu sang bên kia. Một cái ở đây. Rồi. Ok, và sau khi kẻ xong thì chúng ta sẽ dùng cái dao quả thần, quả dao thần thánh, nhưng mà mình đã mua một con dao màu đỏ cave. Không hiểu tại sao lại mua dao màu đỏ nữa, sao nó đẹp nữa đúng không? Thì bây giờ anh em sẽ dùng con dao này và kẻ, anh em nhớ cẩn thận nhé, tại vì dao này nó rất là sắc. Rồi, và như vậy là xong. Anh em hãy cắt cho mình 4 tấm như thế này. Bây giờ là mình đã có 1 tấm rồi và mình sẽ tiến hành cắt thêm 3 tấm nữa là chúng ta sẽ có được 4 anh em ạ. 2000 years later. Ok, và đã xong. Bây giờ là mình đã có đủ 4 tấm rồi để mình quyết định là mình sẽ tiến hành xây dựng luôn anh em ạ. Chúng ta chỉ cần như thế này là đã có một căn nhà rồi. Rất là easy thôi. Bây giờ sẽ là chuyên mục và hướng dẫn xây nhà. How to để làm được một căn nhà đó chính là như vậy là xong, chúng ta đã có được một căn nhà vô cùng đẹp mà cũng rất là chắc chắn nữa anh em. Tại mảnh đất nơi dòng thiêng cư ngụ, hướng ra hồ Tây thơ mộng, sông Hồng hoài niệm và cây cầu Nhật Tân lung linh. Một công trình kiến trúc đỉnh cao, một tác phẩm nghệ thuật có 102 đã ra đời. Ok, và như vậy là căn nhà của mình đã được hoàn thành anh em ạ. Anh em thấy là mặc dù là nó xấu nhưng mà được cái là không đẹp. À không, mặc dù mà nó xấu nhưng lại được cái rất là bền anh em ạ. Người ta nói là tốt gỗ hơn tốt nước sơn đúng không? Mặc dù căn nhà của mình xấu nhưng mình có thể tự tin nói với anh em rằng đây là một trong những căn nhà chắc chắn và vững chãi nhất anh em từng được chứng kiến. Và như anh em có thể thấy là căn nhà của mình đã được xây dựng theo phong cách một túp lều tranh và hai trái tim vàng. Mình đã quyết định là sử dụng những hình ảnh cổ xưa để mà tạo nên căn nhà này các bạn. Ok, và chắc là đến thời điểm này thì vẫn còn rất là nhiều anh em nghi ngờ về cái độ bền của căn nhà đúng không? Và ngay bây giờ mình sẽ chứng minh độ bền của nó cho anh em xem. Đầu tiên mình sẽ thử tác động vào căn nhà này bằng cách là thổi vào nó để xem nó có bị sập không nhé. Rồi, vừa rồi mình đã thử thổi các bạn, mình đã thử thổi rất mạnh rồi. Mình đã thử thổi kèn vào căn nhà này và như anh em thấy thì nó vẫn đứng vững. Bây giờ thì mình sẽ thử thêm một cách khác để xem là nó còn chịu đựng được nữa hay không. Đây bây giờ sẽ là một thử thách thực sự căng thẳng. Mình sẽ tác động rất là mạnh vào luôn đấy để xem là nó có chịu được hay không nhá. Ok. Và như anh em vừa thấy thì cuối cùng thì căn nhà của mình đã không chịu được. Tại vì vừa rồi mình đã lỡ tay tác động một lực quá mạnh vào. Bây giờ là nó kiểu một nổ ấy, một vụ va chạm cùng một cái luôn ấy. Nên là căn nhà của mình cuối cùng thì nó cũng đã sập rồi. Ok, được rồi, và sau một ngày mà mình nghiên cứu để xây dựng ra thì cuối cùng thì chúng ta đã có được một căn nhà. Lần này thì nó hoàn toàn vững luôn anh em ạ. Vừa đây mình đã thử trải nghiệm cái cảm giác mà sống ở trong căn nhà này thì mình cảm thấy vô cùng thoải mái anh em ạ. Anh em có thể nằm một cách tự tin như thế này. Đấy. Rất là ok luôn. Cực kỳ sướng các bạn. Mình không nói quá chứ thực ra thì cảm giác nằm trong này nó giống như nằm trong khách sạn luôn đấy. Cực kỳ thoải mái. Và một điều đặc biệt hơn ấy là lần này căn nhà của chúng ta còn có cả cửa sổ anh em ạ. Đây chính là cửa sổ này. À,
không phải là cửa sổ vẽ vào đâu anh em ạ, mà nó còn có thể mở được ra cơ. Bây giờ mình sẽ test cho anh em. Đó, anh em thấy chưa? Cửa sổ này có thể mở được ra cơ. Mở được cả hai cánh luôn nhé. Đó. Như khách sạn luôn anh em ạ, ngầu quá trưởng. Bây giờ mình sẽ mở ra như này thì cho nó thoáng. Rồi nào, bây giờ chúng ta sẽ nhảy xuống cổng trời nào, ok? Không biết là quanh đây có thằng nào nhảy cùng mình nhỉ? Sợ vậy thì... Sợ nhất là quanh đây có những thằng nào nhảy cùng. Mình chỉ mong mình một mình ở khu vực thân gái dạng trường mà. Khu vực mình một nơi thôi, an toàn. Tránh những tình huống xấu. Giống như là chơi game ở trong studio luôn ấy, uổi phê vãi thật trưởng luôn. Ok, từ đấy là nhặt được nhiều máu vãi lìn này. Ôi, hay gặp túi đeo chéo này, bây giờ mình biết là có túi đeo chéo nhá. Lần trước thì mình nhặt hình như là ba lô hay gì cơ. Bây giờ mình nhìn cái túi đeo chéo lần đầu tiên. Cái xì tai phong cách vãi lìn. Có thằng chạy em mà có thằng chạy. Ok, mình sẽ xong lên xử đẹp nó ngay bây giờ. Đẹp, bắn được mấy phát tận xì. Ồ, nó bắn là mình á, cắt. Bắn lại tao này. Rồi thay đạn đây các bạn, thay đạn, nhanh. Sao sẽ là mình, rồi. Má. Ô, nó chạy à, dám chạy à, bitch. Chạy này, sợ đi đâu, chạy đi đâu. Chắc thay đạn này các bạn. Wow, nó bắt đầu không chạy nữa rồi các bạn. Nó không chạy nữa rồi. Mình sẽ chơi chiến thuật đi vòng đi cho nó hoành tráng. Đánh nó phải dùng EQ nghe. À kìa rồi. Mày này, một hit. Yeah, được một kill rồi. À, thấy rồi, con beat được đứng đây anh em ạ. Mày. Ui rồi, tưởng nào. Hai kill rồi anh em ạ. Đấy, 2 kill rồi, yeah. Hên phở lờ. Đứng bắn mình lúc không chết mình, không cùng mình quay lại, vỗ trong cái là chết ngay. Ao của ấy, hãy nghe tiên sự. Rồi. Ba kill rồi. Đi mà mình không để ý này luôn ạ, à. Nó đứng như trời trồng vậy. Quên lại các thằng nào bắn mình đấy, À, nó dưới. Ok rồi. Cứ phải loot xong đồ đã. Mẹ, mình đã tha cho nó rồi mà nó. Rồi con một lần bắn tao này. Từ nãy giờ mình đã thay cho nó là mình hút đồ rồi. Mày chết đi. Láo thật đấy. Mẹ lại thằng đứng trên kìa. Fuck. Mày 775 máu và đấy chắc là bắn trúng vào đầu. Mày. Ui mày ơi ngon. 5 kill rồi anh em ạ. Mấy pé cứ xong hết vào đây, mình cân hết. Nhìn mình nữ nhi yếu đuối nhưng mà hơi khủng. Từ nãy giờ là cân được 5 anh rồi. À, ở dưới lại có thằng chạy kia. Rồi đã phải bơm máu tiếp tục anh em ạ. Bơm máu chứ đã gì cứ phải từ từ bình tĩnh. Không có gì phải vội cả. Mày thấy chưa anh em, thấy không? 6 kill rồi anh em ạ. Ok, đã được 6 kill rồi. Mình vui quá nên mình phải chui ra ngoài. Ok, rồi mình sẽ chơi tiếp. Không hiểu sao phòng thính lù lù một đống như đống shit thế này mà không phải. Rồi, đã thẳng bắn mình. Rồi. Mày này. Vừa nhặt được thính cái lại hổ báo. Cáo trồn ngay. Mày bướm. Trời ơi. Bắn chết thanh niên được mà. Thanh niên chưa bắn mình được một tí máu nào. Bắn được mấy giọt. Rồi đi về một pha ném bom gọi là vách cứt. Mình ít khi ném bom trong game mà đắp nên là hôm nay mình ném thử. Nó không được tốt thì mình nghĩ. Mẹ ném lúc kiểu yêu sinh linh. À đây rồi, lại một thanh niên nữa. Trận kiểu lom khom như này là. À, ôi đây đứng im mình bắn kìa, ngon. Ô. Quả đấy là mình rất là kém trong những cái trò mà bắn xa. Bắn xa mình thực sự rất là kém luôn.
nhưng mà phát vào đấy thì táp. Táp hơi nhiều một tí. Rồi rồi, một thanh niên chạy bò, có một thanh niên chạy bò, có một thanh niên chạy bò rồi. Và cả mình cũng đang chạy bò sắp bắt lìn ra. Nhưng mà thằng này chạy trước mình chắc chắn là mình sẽ bắn nó đi nó. Vội làm cái gì, vội làm cái gì, chạy đi đâu em. 10 kill. Wow, nó trên. Ok, đây rồi. Vừa nãy mình nhìn nhầm cục đá chứ. Mày này, một phát headshot lòng hacker à. Hacker gặp pro giống chết thôi em. Mùi giết 11 rồi, thật là vãi. Còn một thằng cuối cùng thôi. Rồi, vừa thấy đây, đây rồi đấy. Núp sau lùm cây này, con lợn top 1 luôn. Ok, cuối cùng thì mình đã chiến thắng rồi anh bạn. Một ván đấu với 12 kill. Mình không nghĩ mình có thể giết được nhiều như thế đâu. Ok, được rồi. Được rồi thì mình đã cùng với anh em hoàn thành con nhà này. Và sau đó thì thực hiện một thử thách, đó chính là chơi game trong căn nhà này. Một căn nhà tí hon mà mình chỉ đủ vừa nhét cái đầu mình vào đây. Không gian keo hẹp mà mình thề với anh em ở cực kỳ phê luôn. Và chính với cái cảm giác thoải mái như vậy đã khiến cho mình trở có được cái top 1 và với 12 kill anh em ạ. Và cái con game mình vừa chơi ấy là game FIFA anh em ạ. Anh em nào muốn chơi thì có thể vào chơi game FIFA của mình. Đây là giao diện bên ngoài. Mình đã quên không chụp lại để giữ lại cho anh em, mình đã thoát ra ngoài rồi thì. Và đây cũng là con game cực kỳ dễ chơi luôn. Anh em có thể chơi theo rất nhiều hình thức. Đầu tiên là ngồi chơi bình thường như này. Hoặc là anh em có thể chơi ở trong một căn nhà tí hon giống như mình. Có rất nhiều hình thức để chơi nhưng mà thực sự đây là một game rất đáng để thử anh em ạ. Ok, được rồi, video này mình sẽ kết thúc đây. Nếu anh em thấy thích cái video này thì quên để lại một like. Và anh em nào muốn chơi chung game với mình thì hãy tải cái game FIFA này về. Để và chúng ta sẽ cùng chơi duo hoặc là chơi squad với nhau. Mình hơi gà đây và rất mong được anh em thể gánh tạ mình. Thôi, chúng ta sẽ kết thúc game của mình giờ thì bye bye. Chắc là mình sẽ phải chơi tiếp một vài ván nữa anh em ạ. Căn nhà này của mình quá phê rồi. Nếu các bạn yêu quý mình thì đừng quên là hãy nhấn vào nút đăng ký kênh và hãy nhấn vào biểu tượng hình cái chuông bên tay phải để có thể nhận được thông báo về những video mới nhất của mình nhé.